Chào các bạn, mình là Jenny đây và hôm nay mình sẽ làm một video gọi là thử thách 24 giờ vẽ. Ok, vào thôi nào. Và tóc mình hôm nay nó xoăn xoăn á, mình không thích chút nào luôn. Hello, bây giờ là 1 giờ và mình sẽ bắt đầu vẽ. Nhưng đầu tiên thì mình cần phải làm một cái kế hoạch nên bây giờ mình đang vẽ cái kế hoạch của mình. Không biết nên vẽ cái gì nữa. Và đây là cái kế hoạch của mình. Cái này có rất nhiều thứ và nó cũng rất là lộn xộn, nên mình nghĩ là cái này sẽ là cái khó nhất mình đã bao giờ làm. Và để vẽ cái này thì mình sẽ xài giấy A3. Và trời ơi, trong đây có gì thế? Nhận là hồi đó vẽ quá đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ lên cái tờ giấy lớn. Mình chỉ làm theo kế hoạch thôi, nhưng có thể mình sẽ đổi vài thứ nếu mình cảm thấy như là nó nhìn hơi xấu. Chắc sẽ đổi rất nhiều thứ. Khúc này hơi lâu đó. Và mình đã xong cái phần dưới. He, bây giờ mình cảm thấy hơi đói bụng, không phải đói bụng, cảm thấy khát nước nên mình sẽ lấy nước để uống. Và mình đã lấy sữa chuối. Nhìn rất là hấp dẫn, hơi bị bất thường đó. Phê quá à các bạn ơi. Nó có một cái vị chuối rất là ngon, tuy nó hơi ngọt nhưng mình thấy nó cũng khá là ok. Mình sẽ vừa uống vừa vẽ. Vẽ xong nửa cái rồi, yay yay. Cuối cùng mình cũng đã vẽ xong rồi và bây giờ mình cảm thấy rất là mỏi tay và mệt. Yay. Bước tiếp theo thì mình phải đồ lại cái đó với màu đen và cái này sẽ mất hơi lâu. Là vì nếu mình làm nhanh quá thì nó sẽ bị lố và mình không có muốn nó bị lố. Trời ơi, trời là quyết định đắng nên bây giờ mình phải di chuyển qua đằng kia. Không thôi mình ngồi đây là chắc nắng chết luôn. Whoop, và con này nhìn giống như mình khi mình làm bài thi á. Mình vẽ hơi bị bạo lực quá nên cái tay mình nó đã bị không biết bị sao nữa, như nó không ổn. Nhưng mọi thứ đang cũng khá là ok. Vì móng tay mình cũng khá là dài rồi nên mình quyết định cắt nó, là vì mình không có muốn nó bị gãy và nó bị vấn đề nên mình cắt nó nè. Tiếp tục thôi. Một tiếng sau thì mình cũng đã viền xong rồi. Cái này mất lâu hơn bình thường là vì nó có nhiều chi tiết hơn và mình nghĩ là nó cũng khó hơn nữa. Con này nhìn ngố thiệt luôn á. Hôm nay khá là bất thường là vì bình thường giờ này có một cái mặt trời lặn nhưng hôm nay thì nó tối u à. Hả? Vì mình rất là quan tâm đến chất lượng video của mình nên mình đã mang vào một cái đèn. Và nó gần cao bằng mình luôn. Mình đã quên cách sử dụng cái đèn này là vì mình rất là lâu rồi chưa xài cái đèn này. Nên quá là ổn phải không? Thành công! Bây giờ mình sẽ nằm chút xíu. Tối nay gia đình mình sẽ ăn sushi là vì lâu rồi mình chưa ăn là vì cách ly. Nên hôm nay khá là bất thường. Trời ơi, đổ tùm la luôn kìa. Mình coi lại nhìn rất là thèm luôn á. Ước gì cái miệng mình có thể đi xuyên qua các màn hình được. Xong rồi, mình đã đi tắm. Hello, 8 giờ rồi và mình đang chuẩn bị vẽ tiếp. Để tô màu thì mình sẽ xài những cái bút lông này. Chắc nhiều bạn cũng biết rồi phải không? Mình tính quay cái quá trình vẽ nhưng tự nhiên cái này đã bị hư rồi. Nó đã bị gãy nên bây giờ mình đang ráng sửa nó lại nè. Vì mình không có điện thoại, mình nó rơi cái đùng xuống nên mình đã dám ăn keo lại. Và mình nghĩ cái này sẽ làm cho nó chắc chắn hơn. Và nó không có bị rơi xuống và bị vấn đề. Mình không hiểu sao nó bị như vậy luôn á. Cũng hơi ghê ghê, lỡ bị điện giật thì sao. Bây giờ là khúc hồi hộp, đây là mình sẽ thử cho điện thoại lên. Và nó cũng thành công. Nó rớt một cái là xong phim luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái gôm tẩy màu hồng xinh xinh của mình. Và mình sẽ tẩy ra những cái bút chì. Mình tẩy ra mà rung nguyên cái bàn luôn á. Được rồi, cái bàn mình đã có cái miếng gôm tùm lum hết nên bây giờ mình phải lấy cái đồ để mình hút nó vào. Và mình sẽ bắt đầu với cái màu vàng này. Cái khúc này thì mình tua nó rất là nhanh nên nó nhìn rất là phê cái mắt. Nhưng khi mình làm ngoài đời á thì nó rất là lâu và nó còn mỏi tay, mỏi lưng, mỏi cái ngón tay, mỏi cái ngón chân. Nên mình mong là thành phẩm nó sẽ ok. Mình vừa tô vừa nghe nhạc này nè. Đây là nhạc lo-fi. Yeah. Tiếp tục thôi nào. Mình nhìn cô đơn không kìa. Tự nhiên ngồi mình trong phòng suốt ngày tô màu. Mình sợ tô mấy con này lắm bởi vì nó rất là nhỏ. Và khi mình tô sai thì nó sẽ bị tràn ra và nó nhìn không có đẹp. Wow. 10 giờ rồi và cái bụng mình đã cảm thấy rất là chán nên mình rất là muốn uống gì đó. Mình sẽ làm matcha uống. Mình đã cho nước nóng vào một cái ly rồi cho vào cái bột matcha này. Video trước mình làm cái này mà mình thấy nó rất là ngon nên bây giờ mình làm lại là vì mình rất là muốn uống nữa. Rồi mình trộn nó và cho vào 2 muỗng đường nữa.
Tự nhiên cái tủ lạnh của mình nó lại cà chớn và nó không muốn đóng lại, nên bây giờ mình đang ráng đóng nó lại nè. Đổ sữa vào kìa. Đóng được rồi. Ok, làm xong rồi nên bây giờ mình sẽ đi vào phòng lại. Ồ, nhưng phải tắt đèn chứ. Đi về phòng thôi nào. Úp, tô lột màu rồi, nó không ăn nhập gì với nhau hết. Nhưng mình có thể sửa được hè. Tình hình cái tốc độ tô màu này mình thấy không ổn chút nào, là vì nó rất là chậm và mình tưởng là mình sẽ xong tối nay, nhưng thật ra thì chắc ngày mai mình mới xong được. Có ai biết con này không? Đây là con Augie, và hồi nhỏ mình rất là thích coi cái phim đó nên mình vẽ vào thôi. Và mình vẽ nó nhìn cũng hơi khác. Và con này đã xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cái con Mr. Krabs này. Mình thấy con này nó hơi ngố ngố vui vui nên mình vẽ vào thôi. Mười một giờ rồi và mình đang vẫn tô màu hi hi. Trời ơi, sắp sửa rơi cái đụng xuống rồi. Để mình sửa nó lại. Trời ơi, cái chân camera nó lại hư. Quá cười bắp. Xé nó ra cho rồi. Bây giờ mình sẽ làm một tiết mục gọi là trả lời câu hỏi của các bạn. Q&A. Mình đã đặt một cái đồ câu hỏi trên Instagram, nên bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi từ đó. Ok. Câu hỏi đầu tiên là: sao Jenny vẽ đẹp vậy? Kiểu như là khi mình vẽ nhiều thì mình sẽ quen. Nhưng thank you bạn rất là nhiều. Có rất là nhiều câu hỏi. Jenny đã từng cắt tóc ngắn chưa? Mình thì từ năm 3 tuổi là mình chưa bao giờ để tóc ngắn. Mình nhớ là hồi đó mình nhìn rất là... Jenny có bị cận không? Mình không bị cận. Cái mắt mình là 10 trên 10. Cả hai mắt luôn nên mình rất là ổn. Jenny có thấy nghỉ Tết lâu không? Năm nay nghỉ Tết tới 3 tháng. Thật ra thì trường mình á thì sau khi nghỉ Tết thì đi học 3 ngày. Xong rồi sau 3 ngày đó thì mình lại nghỉ nữa. Sau 3 ngày đó thì mình phải ở nhà và học ở nhà. Chị ở trọ một mình hả? Mình không có ở một mình có người trong nhà mình chứ không phải là mình ở một mình. Cậu nói được mấy thứ tiếng vậy? Mình nói được tiếng Anh, tiếng Việt và một chút xíu tiếng Tàu. Mình đang quá trình học tiếng Tàu nên mình cũng không có nói như là một người lưu loát của Annie. Mỗi năm nếu Apple iPhone mới thì Jenny đều mua. Thực ra thì mình cũng không có mua điện thoại nhiều. Kiểu như là trước khi mình 12 tuổi thì những điện thoại của mình là toàn là điện thoại cũ của mẹ mình cho mình. Và hồi năm mình 12 tuổi mình được cái điện thoại iPhone X mới, là vì đó là năm mình bắt đầu kiếm tiền và mình được xài đồ mới. Bày bừa dữ dội luôn. Cũng hơi bị trễ rồi nên bây giờ mình sẽ đánh răng. Trong toilet là nhẹ nhẹ nhúng nhúng gì nữa. Xong rồi. Đây là tình hình cái bức tranh nè, nó rất là nó chưa có hoàn thành chút nào luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngủ. Phải tắt đèn chứ. Đây là gì thế? Bây giờ là một giờ đêm nhưng mình không ngủ được nên mình đã thức dậy và tô màu tiếp. Trời ơi, quá là vô trách nhiệm. Các bạn đừng có làm theo nha. Thì ra cái đó là cái chai keo của mình, nó còn sáng sáng lên nữa. Good morning, chào buổi sáng các bạn. Các bạn có ổn không? Mình quá là ổn luôn. Bây giờ là phần vui nhất trong ngày, đấy là phần làm bài tập. Và hôm nay mình phải thức dậy lúc 8 giờ để vào một cuộc gọi lớp và mình phải viết một cái văn này nữa. Trời ơi, gì mà nhiều thế. Xong rồi cái bài viết tiếng Hoa. Nhìn quá hấp dẫn luôn phải không? Mình đã ăn chưa xong rồi nên bây giờ mình đang đi xuống để lấy trà của mình. Mình đã mới order trà. Whoop, phải rửa tay chứ. Hôm nay mình gọi Gongcha, đây là trà xanh xương sáo với trân châu. Mình thấy nó rất là hợp với nhau luôn á. Uống quá phê luôn. Mình đã quay lại với cái chân camera bị thất bại nè. Nó, mình đang sửa nó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục vẽ. Lần này mình tô rất là chậm, là vì mình sợ là nếu mình tô nhanh thì nó sẽ bị lỗi.
Vẽ đi còn nhắn tin nữa. Hai giờ rồi và bây giờ mình đang tiếp tục tô màu. Mình ráng tô màu nhanh nhanh lên để cho nó xong vì mình ngồi đây rất là lâu rồi. Và mình rất là muốn nằm nhưng bây giờ mình không nằm được. Và hiện tại thì mình thấy là cái màu mình chọn nó không có bị lộn xộn quá nữa nên nó nhìn cũng khá là ok. Cái bút mình dùng thì nó không có nhiều tone lắm nữa nên mình tô màu thì nó không có được hợp với nhau như là cái lửa này nè. Nhưng nó cũng nhìn được thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã tô xong rồi. Wow. Cái chân camera nó đã quyết định cả chớn nữa nên nó đã làm rớt cái điện thoại rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ lấy bút xóa và làm cho nó không biết sao nữa, làm những cái highlight để cho nó nhìn nổi bật hơn. Cái bước này cũng hơi ghê là vì nếu mình làm nó quá tay quá thì nó sẽ làm bức tranh của mình nó nhìn rất là lố. Nên mình mong là nó sẽ không bị sao, không thôi công sức rất là nhiều tiếng của mình nó sẽ bị vào thùng rác. Cái gì cũng hửi đó. Và mình sẽ đồ lại vài khúc nữa. 5 giờ rồi và mình đã xong cái bức tranh của mình. Ở đằng sau cũng nhìn hay. Cuối cùng tờ này cũng được tự do rồi. Để làm cho nó nhìn ngầu hơn nữa thì mình sẽ lấy cái canvas này và dán nó lên. Nhưng mình lại quá đói bụng. Để ăn xíu. Mình đang xài cái thước để đo là vì mình muốn nó rất là thẳng nên mình phải làm như vậy. Ok, mình sẽ xài những cái bút này để sơn cái canvas. Nhìn hơi bị sao sao thì phải. Oh no! Mình đã khám phá ra là cái này quá xấu nên mình đã quyết định không làm nữa. Giải quyết nhanh gọn lẹ. Úp, xong rồi. Một tiếng sau thì nó đã khô rồi nên bây giờ mình đang lấy cái keo hai mặt để dán nó. Cái này bị cái khúc chuỗi lưỡi dày nên mình phải lấy cái bút màu đen và mình tô lại. Như vậy là xong rồi và đây là thành phẩm của mình. Ok, bye bye.